Lạy Chúa, hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin. Con hằng cậy trông ở lời Chúa. Kẻ chú tâm vào lời Chúa dạy sẽ gặp điều tốt lành. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, câu 20 đến câu 26. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì phải bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ đó lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.